Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Mô hình siêu nhân gao bằng vàng xuất hiện tại Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng. Chàng trai 9X khiến fan của siêu nhân gao nói riêng và cộng đồng mạng nói chung phải nể phục vì độ chịu chơi của mình khi tậu mô hình gao kiên mạ vàng 14K với giá 86,6 triệu đồng. Ngoài những bộ truyện tranh huyền thoại đi sâu vào tiềm thức của thế hệ 8X, 9X thì bộ phim Năm Anh Em Siêu Nhân cũng là một phần tuổi thơ dữ dội của không ít người. Không chỉ dừng lại ở việc xem phim, rất nhiều bạn trẻ đã từng ít nhất một lần nhìn quà sáng để dành tiền sưu tầm những món đồ chơi từ bộ phim hấp dẫn này như mặt nạ siêu nhân, thắt lưng biến hình, điện thoại gao, kiếm, siêu thú, tranh ảnh, v.v. Mới đây, chàng trai có tên KT đã khiến hội fan cuồng phải nể phục về độ chịu chơi của mình khi tậu một mô hình gao kiên mạ vàng Gold Classic 14K Plastic với giá 86,6 triệu đồng. Được biết, bộ mô hình siêu nhân gao có 102 này lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và trên thế giới cũng chỉ có khoảng 30 bộ. Hơn nữa, đây còn là gao kiên, vua của các loài gao nên càng khiến bộ mô hình trở nên đắt giá. Tính tới thời điểm hiện tại, chàng trai đến từ Đà Lạt đang sở hữu trong tay rất nhiều mô hình siêu nhân khác nhau cùng các phụ kiện có giá trị khủng khiến cho fan của gao cũng phải suýt xoa ganh tị. Ngay khi vừa đăng tải hình ảnh chụp cùng gao cưng của mình lên trang Facebook cá nhân, bài viết của KT nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng với hơn 5.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ bình luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ với sự giàu có của chàng trai trẻ 9X điển trai này. Nhiều cô nàng hớm hỉnh bình luận rằng muốn trở thành bạn gái của anh chàng vì khối tài sản đồ sộ này. Bạn TKA chọc, chỉ cần nhìn bộ gao là thấy bạn đẹp trai rồi. Bạn ơi, mình nguyện yêu thương các gao như con ruột, mình sẽ chăm bẵm bộ sưu tầm này giúp bạn, hãy về đội của mình. Tài khoản TG chia sẻ, hồi nhỏ mình đã từng có từng đồng để đủ 12.000 mua siêu nhân bằng nhựa, bây giờ vẫn còn nhớ như in. Bạn NHI bình luận, mặc dù là con gái nhưng mình rất thích xem phim siêu nhân, mình còn thuộc cả lời bài hát. Nhưng không được như bạn, mình chỉ dám sưu tầm băng đĩa về phim thôi. Năm Anh Em Siêu Nhân là một trong bốn cột trụ về dòng phim siêu anh hùng huyền thoại đình đám của Nhật Bản được yêu thích tại Việt Nam bên cạnh siêu nhân khủng long, siêu nhân tốc độ ánh sáng và siêu nhân cuồng phong. Liệu rằng với bộ mô hình gao kiên của KT có khơi dậy niềm đam mê một thời sưu tầm gao trong bạn? Phát hiện hàng chục quả trứng khủng long hóa thạch khi đang thi công đường. Khi đang thi công một công trình xây dựng, mọi người đã vô tình bất ngờ khi phát hiện ra một số vật lạ có hình dạng tròn, sau này được xác định là trứng khủng long. Một nhóm công nhân đang xây dựng con đường ở thành phố Hà Nguyên, Trung Quốc đã vô cùng choáng váng không tin vào mắt mình khi phát hiện hàng chục quả trứng hóa thạch hình tròn. Khi đó, mọi công việc xây dựng đã được dừng lại và báo cáo cho các chuyên gia đến để kiểm tra. Và thật bất ngờ khi kết luận đưa ra rằng đây chính là những quả trứng hóa thạch của khủng long, hiện vật có giá trị lịch sử vô cùng lớn lao. Thật kỳ lạ khi số lượng trứng được phát hiện là rất lớn, lên tới 43 quả và chúng lại được tìm thấy ở trung tâm thành phố nhộn nhịp sầm uất. Và với thành quả này, nơi đây đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là ổ trứng khủng long lớn nhất từng được tìm thấy. Một vài thông tin cho rằng những quả trứng này có niên đại hàng nghìn năm trước nhưng cũng không thể giải thích được tại sao nơi đây lại tập trung một số lượng lớn trứng khủng long đến như vậy. Cô gái sở hữu mái tóc dài 3,4 mét cầm lược chải tóc phải đến tận nơi này khiến ai nhìn cũng choáng. Tóc dài gấp đôi cơ thể khiến việc đi lại cũng khó khăn, nhưng nhìn cảnh tượng mỗi lần chải tóc còn sốc hơn gấp bội. Suốt 25 năm không cắt tóc, cô Xia Aifeng, 45 tuổi, sống tại Giang Tây, Trung Quốc, đã thắng cuộc thi người đẹp có mái tóc ấn tượng trong sự bình chọn ngẫu nhiên của mọi người. Không chỉ vì chiều dài của mái tóc, mà những bí quyết chăm sóc cũng như những lần dưỡng tóc gội đầu hay trong sinh hoạt hàng ngày cũng được cô chia sẻ khiến nhiều người chú ý hơn. Mái tóc dài tới 3,4 mét và đen ống khó có ai có thể dời mắt được. Đặc biệt, mỗi lần gội đầu phải mất tới 40 phút, mất 2 tiếng để làm khô tóc và 15 phút để buộc tóc lên.
Hàng ngày, việc sinh hoạt đi lại với cô Sia khá vất vả bởi phải di chuyển với một mái tóc dài và nặng. Những lần muốn tham gia các hoạt động cũng phải hạn chế hết mực. Tuy nhiên, cô Sia vẫn luôn được chú ý ở bất cứ nơi đâu nếu xuất hiện. Suốt 25 năm làm việc và chăm sóc của mái tóc, sự ủng hộ của gia đình giúp cô dành nhiều thời gian hơn cho việc nuôi dưỡng mái tóc. Từ khi lập gia đình năm 20 tuổi, suốt 25 năm không cắt tóc là một quyết định đúng đắn bởi mái tóc có thể thay đổi mọi thứ kể cả cuộc sống. Hiện tại, cô vẫn sống cùng với chồng và các con. Cô cho biết cô không nuôi tóc để trở thành người nổi tiếng mà bởi tình yêu đặc biệt dành cho nó. Cô gái 20 tuổi nặng 11kg. Tròn 20 tuổi, nhưng cô gái Đinh Thị Huyền, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chỉ cao 80cm, nặng 11kg, nhỏ hơn nhiều so với trẻ học mầm non. Tháng 2 năm 1996, bà Đinh Thị Ngâm ngụ xã Sơn Nham, huyện vùng cao Sơn Hà sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Đinh Thị Huyền. Lúc chào đời, con gái tôi cũng òa khóc oa oa, sức khỏe bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng một tháng sau thì bé lên cơn sốt phải nằm viện điều trị dài ngày. Từ ngày xuất viện đến nay, không hiểu sao con gái tôi không lớn nổi nên dân làng thường gọi bé là Tí Hon. Anh Đinh Éo, cha của Huyền, cho biết. Ông Đinh Văn Bay, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nham, xác nhận nhiều lần địa phương mời các đoàn y bác sĩ về thôn xà này thăm khám, cấp phát thuốc, nhiều loại vitamin bồi dưỡng cơ thể cho Huyền. Tới 20 tuổi, nhưng cô gái này vẫn chỉ cao 80cm và nặng khoảng 11kg. 8 tuổi em mới được vào lớp 1 ở trường tiểu học xà này, xã Sơn Nham. Thầy giáo Mai Hồng Hà, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Nham cho hay, dù vào lớp 1 muộn 2 năm so với độ tuổi, nhưng Huyền viết đọc bài tốt, năm nào cũng đạt chuẩn kiến thức lên lớp. Học xong lớp 9, nữ sinh này đủ điểm xét tốt nghiệp trung học cơ sở, đảm bảo điều kiện lên học bậc trung học phổ thông. Theo thầy giáo Hà, suốt ngày cha mẹ phải đi làm rẫy thuê, Huyền không biết đi xe đạp, không đủ sức đi bộ đến trường trung học phổ thông cách nhà hơn 6km, nên đành nghỉ học từ 4 năm qua. Em vẫn muốn đi học nữa, do trường xa nhà quá, không đủ sức đi bộ vượt đường đèo dốc đến lớp, Huyền buồn bã nói. Cô bé Tí Hon chỉ cao đến vai em trai út Đinh Văn Phong, học sinh lớp 2 trường tiểu học xã này. Vợ chồng ông Đinh Éo có 4 người con, Huyền là con gái đầu. Con trai thứ hai 3 tháng tuổi mất vì bệnh sốt co giật. Con trai thứ ba là Đinh Minh Phúc lớp 6 trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Nham và con trai út là Phong. Cơ thể thấp còi, hàng ngày cô bé không phụ giúp gì được cho gia đình, chủ yếu chơi trò chơi cùng những đứa trẻ trong làng. Huyền chỉ đứng đến vai những bé trai học lớp 1, lớp 2 trong làng. Cô gái chỉ ăn 2 bữa trưa và tối hàng ngày, mỗi bữa ăn nửa chén cơm. Mẹ vắng nhà lặn lội lên Tây Nguyên hái cà phê thuê. Những lúc buồn, cô gái trò chuyện vui đùa cùng các em trai và chú mèo. Xót xa số phận bất hạnh của Huyền, tháng 2 năm 2015, tích góp tiền làm thuê, vợ chồng anh Éo tổ chức sinh nhật chồng 19 tuổi, hy vọng mang lại niềm vui xoa dịu bớt nỗi buồn của con gái đầu lòng. Sự thật bất ngờ phía sau những em bé ngoài hành tinh đầy bí ẩn.
Những em bé ngoài hành tinh đáng yêu đang được rất nhiều người quan tâm sau một loạt hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh của những em bé búp bê này rất dễ khiến người ta lầm tưởng đây là bé sơ sinh thật. Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này ngay lập tức gây sự chú ý với 2,5 triệu lượt xem và gây lên cuộc tranh cãi gay gắt. Bởi có người thì cho rằng đó là búp bê, có người lại khẳng định đây là người thật. Lấy ý tưởng cư dân bộ lạc Na'vi sống ở hành tinh Pandora trong bộ phim bom tấn Avatar, hãng đồ chơi Baby Clone của Tây Ban Nha đã làm ra những con búp bê trẻ em siêu thật. Chúng được làm quá thật khiến nhiều người lầm tưởng đây là những em bé sơ sinh đã được hóa trang. Mức giá để sở hữu những em bé ngoài hành tinh đáng yêu này rơi vào khoảng 2.000 USD. Những em bé đáng yêu đang chìm trong giấc ngủ yên bình này chỉ là một sản phẩm nhân tạo. Những sản phẩm đồ chơi quá giống thật khiến nhiều người nhầm lẫn.